Trong buổi này tiến lên sân khấu đang kiểm tra lá cờ bên trên và vòng loại tiếp theo vẫn sẽ tiến đến cùng. Hãy subscribe giải. Ngay bây giờ xin mời ban chỉ đạo mình quyết định 6 giải thưởng cho các em. Chúc mong quý vị cùng lại tiếp theo sự ủng hộ cho sự hồng thời mình đang chúc các quý vị đồng thời quý vị nha. Có một gia đình đang lưu trí tân từ giả ngôi dồi về với cộng đồng ta lánh vuốt vàng tìm quen địa danh tập tấm kim dường cùng gạo lúa trong hò chưa hò luôn mày đọc thơ chưa hò luôn mày đọc thơ hay mày hát thơ đọc thơ phải không thơ ca thơ hay là ca thơ ca có nghe chị có nghe cái câu mà thơ ca không bây giờ cái câu từng câu thơ gà phổ gà nhạc đúng không bây giờ em là hát là nhạc là em phổ rồi ca thì người ta sẽ đờn theo mày nó sẽ thành nhạc em ca thơ à mày ca thơ không ừ vậy mày chuyển này chuông mỏ cho nó đi chưa ta thơ ca đúng rồi ừ cũng như bả tên bóng lộ vậy đó ừ bóng lộ lộ mà còn bóng đúng thì đúng không đâu có ý làm nói là người ta thơ ca hát kìa chưa hát luôn điểm có dằn mặt luôn á hồi xưa giờ thấy Trúc Lam Trúc Linh quýnh năm chưa Trúc Lam Trúc Linh đó hát gì cơ không lẽ giờ Trúc Lam Trúc Linh quýnh Cẩm Ly với Minh Tuyết hết alo rồi hát đi hát kìa có một gia đình trung lưu từ già mối trôi về với ruộng vườn xa lắng vuốt dài làm sao biển sông tập sóng khiêm đường gạo ruộng nước trong họ thiệt luôn tao hát ở dưới đây cứ kêu nhanh lên hoài luôn á kệ đi để mình danh ca mà đúng không kệ mà hát đi đi đô của mình muốn hát lâu hát dài là quyền mình đúng rồi số chị ra cùng đời chị ra con số chị ra cùng đời chị ra ai qua Tiền Giang xuống và Mỹ Yên một ai đi đâu đâu ai đi đâu má này luôn thiệt luôn á ăn ý cái quần gì á đừng thử nghĩ mà tao bắt gặp cái con khác bắt gì mày chửi tao không có con khác mà trước giọng thì giống như bà đâu chỉ có tôi thôi ủa tự nhiên bắt cặp xong bây giờ chửi lộn vậy tự nhiên ai qua Tiền Giang xuống vào Mỹ Thuận rồi tới nói ai đó thì thôi mày nhịn nó đi còn mày nó mày hung dữ quá chứ gì ai hung dữ đâu má ơi mày tao có xéo tôi mực đó mày trời đất ơi rồi mày hát đi hát mày không chửi lộn nha thề nha ok không chửi lộn nè điểm vô nè rồi hát rồi. Bây giờ tôi hát ai nào dễ thuộc tôi nha ồ dễ thuộc okay. Không okay. Rồi không hát bài này nữa qua bài này nữa đâu mà điểm hoài không hát bài cá tôi kệ đi bỏ đi đừng nói nữa số chị ra con trời chị ra con trời chị ra con số chị ra chim tung bay hót vang trong bình minh chân cô đơn áo con sương hành trình từ lòng Hà mộng qua Mỹ Tho tôi về Gò Công Tiền Giang muốn ngàn yêu một tấm tham lúa già thương em tôi áo đơn sơ bà ba trên lưng tàu nước da nâu mặn mà họ mà đa số thì tao họ rồi đó 41 con số 18 đoạt giải. Bây giờ xin mời ban chỉ tư quyết định giải cho bên. Trong khi đó bộ đội bắt hồ phục vụ vào lời tiếp theo. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ nhiệt tình quý vị nha. Kính thưa quý vị, 18 là con số 10 bắn. Ai may mắn được giải vào lời này 4 con trên gồm hàng ngang có con 18 quyết định sẽ giải thưởng dùm cho em. Rồi, chúc mừng anh ba mình nha. 18 như kia qua. Có 1 24 2 đúng trực. Có 3 52 hợp lý 980 hợp lệ vào lời này. Chúc mừng em trai. Em có thể nhận qua một con gốc thự hoặc ba cái nén vàng. Đó, những phần lời đặc biệt cũng giống như một lần bình thường. Ở một ngày đặc biệt, quý vị sẽ may mắn nhận ra 5 phân vàng tận thân trần, và mỗi đêm chúng ta sẽ có 4 giải như thế quý vị nhé. 5 phân vàng mỗi lễ vé là 30.000 đồng. Song song đó, nhà tài trợ Lipcool sẽ dành tặng cho quý vị một hộp bột sủi thanh nhiệt mỗi khi quý vị may mắn đồng giải ở một lời bình thường. Rất mong quý vị cũng sẽ ủng hộ cho chương trình đến cuối để chúng ta cùng tham dự. Những cái vé mà không may mắn quý vị lần ra mặt sau ghi đầy đủ họ và tên kèm theo số điện thoại của mình. Ở cuối chương trình sẽ có chương trình bốc thăm may mắn để chọn ra 2 quý khách may mắn nhất bước lên sân khấu để trút bao lì xì của Sài Gòn Tinh Thời trị giá từ 200 hoặc 1 triệu đồng tiền mặt. Hy vọng là quý vị cũng sẽ ở đến cuối chương trình để tham dự cùng với đoàn. Ngay bây giờ vòng lời thứ 2 buổi tối ngày này sẽ được đỡ bước phục vụ mà còn của bác mình. Còn chút xíu nữa những người đẹp sẽ nhanh chân ra bước phục vụ xuống. Còn nữa quý vị nha, còn thi thiên nhân nữa mà quý vị cũng biết đó. Dạ, thi thiên nhân không có gì đẹp hơn ngoài tới trễ quý vị. Cho nên quý vị thông cảm giùm em một xíu nha. Mặc dù em nó tập tuồng chung thì tan tuồng rồi em về nhà cho con tắm ăn uống rồi mắt sắp chạy lên đây luôn mà nó cũng vẫn chưa tới nữa. Đem cái đầm lên cho nó đi Liễu ơi. Rồi ngay bây giờ Nguyễn Trung hết vé, trời ơi rồi đẹp trai và bán vé nhanh nữa. Rồi ông Bạc Hà hết vé cưng ơi, hết vé luôn. Ai chưa có vé chơi tay lần cuối, những lá bé cuối ta ít rủi nhiều mai bà con của bác mình luôn nha. Còn quý vị đã có đến rồi cùng hướng mắt về sân khấu đây, phía bên đây là cần. Chị Sang ơi ở giữa sân khấu đây nha. Dạ chị Sang thế này luôn Sang ơi. Mấy chị xuống chị đã sắp hết vé chưa? Hết vé luôn, có ai vé cho chị Thanh luôn kìa, còn vé không chạy xuống kìa. Mấy chị xuống chị đã chạy xuống luôn đi cậu ơi chị Thanh á. Mấy chị xuống chị đã chị Thanh ơi mấy chị đã yêu em anh dắt em lên lầu 2 lên lầu 2 đưa mình